Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 6 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã có nhiều kết quả, đóng góp không nhỏ vào việc phát triển nền kinh tế của đất nước, phát triển hệ thống tiêu thụ hàng hóa và tạo nên một chuyển biến tích cực cho người tiêu dùng Việt Nam. Có được kết quả này là có sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp với việc tổ chức tiêu thụ hàng hóa đến những nơi khó khăn, các khu công nghiệp và tiêu thụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động đã được Bộ triển khai được 6 năm và mang lại nhiều kết quả tích cực. Tâm lý tin dùng hàng Việt đã có những bước tiến bộ đáng kể. Hàng Việt đã có chỗ đứng nhất định trong các cơ sở phân phối không chỉ của doanh nghiệp vốn nhà nước mà còn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tỷ trọng hàng sản xuất tại Việt Nam bán tại thị trường nội địa đang chiếm khoảng trên 90%. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dần và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. Đặc biệt, hoạt động xúc tiến thương mại luôn gắn chặt với cuộc vận động đã góp phần đem lại hiệu quả. Trong thời gian vừa qua thì cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và của Chính phủ thì cũng đã triển khai một cách toàn diện, đồng bộ rất nhiều các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, hoạt động xúc tiến thương mại tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa. Thì ngoài các cái giá trị về mặt kinh tế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhưng đồng thời là hỗ trợ rất đắc lực cho bà con của các địa bàn khó khăn và đặc biệt là góp phần và đảm bảo nâng cao cái đời sống về văn hóa, tinh thần cũng như đảm bảo an ninh xã hội ở những cái vùng có thể nói là phên dậu của Tổ quốc như vậy. Để ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc hưởng ứng cuộc vận động trong 6 năm qua, mới đây Bộ Công Thương đã triển khai tuần lễ tự hào thương hiệu Việt Nam. Các hoạt động được tổ chức song song tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như giao lưu hành trình tự hào thương hiệu Việt, diễu hành tại khu Phú Mỹ Hưng, diễu hành quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, triển lãm ảnh, tổ chức diễn đàn thương hiệu Việt Nam v.v. Đây là chương trình đầu tiên do Bộ Công Thương tổ chức nằm trong khuôn khổ đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Hoạt động này mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị kinh tế thiết thực, đồng thời quảng bá khích lệ người tiêu dùng các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hưởng ứng tích cực hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và chúng ta tổ chức tuần lễ này để mỗi người Việt Nam hiểu thêm ở từng lĩnh vực chúng ta có sản phẩm gì, có thương hiệu gì đáng tự hào. Và cũng nhân tuần lễ này, lãnh đạo của các bộ, các địa phương và bản thân các doanh nghiệp cần tự hỏi rằng chúng ta đã làm gì để người Việt Nam biết nhiều hơn, biết đầy đủ hơn về những cái tốt, cái hay của hàng Việt Nam, chất lượng tốt, giá cả rẻ và giữ được chữ tín trong suốt nhiều năm. Để đẩy mạnh công tác quảng bá cho chương trình thương hiệu quốc gia, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, hưởng ứng tích cực của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong chuỗi hoạt động này, các cơ quan chức năng mong muốn các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia đẩy mạnh quảng bá thương hiệu một cách có ý nghĩa, mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp vươn tới những giá trị của chương trình thương hiệu quốc gia là chất lượng, sáng tạo, tiên phong. Những cái sản phẩm đạt thương quốc gia thì các doanh nghiệp phải chú trọng công tác quảng bá tuyên truyền để làm sao các cái tầng lớp nhân dân hiểu rõ cái giá trị. Tôi cũng đang từng nói là làm sao chất lượng cao nhưng mà giá thành phải hạ. Nhất là trong cái bối cảnh 31 tháng 12 chúng ta tham gia ASEAN một cách toàn diện thì điều đó lại càng quan trọng. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ thực hiện trọng tâm đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2014-2020 và triển khai nhiệm vụ tại kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động năm 2015, tiếp tục góp phần tích cực vào sự thành công của